Từ xưa đến nay, rau dền là loại rau được dùng rất phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình người Việt. Với vị ngọt, dễ ăn, dễ chế biến, lại có tác dụng thanh mát, giải nhiệt, nên rau dền hợp với khẩu vị của nhiều người. Ngày nay, theo các nghiên cứu của y học hiện đại, rau dền chứa nhiều vitamin và khoáng chất rất có lợi cho sức khỏe của con người. Và đặc biệt, rau dền cũng như các món ăn từ rau dền còn có công dụng chữa một số loại bệnh tật. Rau dền cơm thực ra thì theo đông y cũng như truyền thống Việt Nam thì rau dền cơm chính là cái món ăn truyền thống mà được quan niệm đây là cái món ăn mát. Chúng ta thấy rau dền cơm chúng ta thấy rằng cũng có thể chế biến rất là nhiều các cái món ăn trong gia đình. Chúng ta có thể nấu canh hoặc là luộc hoặc là làm các món như là trộn. Ví dụ có thể bạn đã trần qua rau gần chín tới, sau đó có thể trộn như lạc vừng, đây cũng là cái món ăn tốt. Rau dền là một trong những loại rau đã được sử dụng phổ biến ở nước ta với nhiều mục đích khác nhau. Trước hết, rau dền được dùng như loại rau sạch. Ba loại rau dền được dùng là rau dền đỏ hay còn gọi là dền tía, rau dền cơm hay còn gọi là dền trắng và rau dền gai, loại rau dền mọc hoang dại. Dền cơm và dền đỏ có vị ngọt, còn dền gai lại có vị đậm đặc trưng. Rau dền có tính mát nên là món ăn dân dã, rất thích hợp trong mùa hè và đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người Việt Nam. Để sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày, rau dền được chế biến khá đa dạng. Có thể luộc chấm với vừng, nấu cùng tôm khô, thịt để gia tăng độ ngọt hoặc xào với một số gia vị như tỏi, hành hoặc nấu cháo. Bên cạnh đó, ở nước ta, rau dền còn được sử dụng như một loại dược liệu. Trong đó, rau dền đỏ được dùng trong các bài thuốc có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, sát trùng, trị độc. Dền cơm được dùng trong các bài thuốc chữa táo bón, nhức đầu, chóng mặt. Dền gai là một vị thuốc trị rết cắn, ong đốt, mụn nhọt, lị. Với cách chế biến khá đơn giản, các món ăn từ rau dền vừa là thực phẩm, vừa là bài thuốc có nhiều công dụng đối với sức khỏe. Trong đó, món canh rau dền nấu với tôm hoặc thịt là món ăn đơn giản nhưng rất phổ biến đối với nhiều gia đình người Việt, có tác dụng thanh nhiệt, làm mát và bổ sung sắt cho cơ thể. Canh rau dền thì từ xưa đến giờ là các cụ hay dùng, mà nó lại rất là dân dã, nó dễ tìm, mà dễ cho những người thưởng thức. Bởi vì rau dền nó rất là tốt, nó rất là nhiều vitamin, rồi nó nhiều chất xơ, nó có thể giúp nhuận tràng và rất là thích hợp và ăn vào mùa hè. Thì mình có thể luộc, có thể nấu canh cua hoặc là nấu với tôm. Thì rất là đơn giản thôi, mình có thể nhặt sạch sẽ, chọn những rau dền non và mình có thể ninh cái tôm khô lên hoặc nấu với canh cua cũng thế. Thì ninh tôm làm sao mà để cho nó mềm, con tôm nó ra cái chất ngọt thì lúc đó mình bắt đầu mình cho rau vào. Nhưng lưu ý mình cũng không nên để nó chín nhừ quá, nó sẽ mất vitamin. Đó là rau dền mình chế biến rất là dễ.
là loại rau rất dễ sinh trưởng và phát triển, phổ biến ở nhiều vùng quê của Việt Nam. Rau dền lại chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể con người. Thân và lá rau dền có vị ngọt, giàu tinh bột và đạm thực vật, giàu sắt, canxi, vitamin A, vitamin B2, vitamin C, axit nicotic và lysin. Đặc biệt, hàm lượng chất sắt trong rau dền cao gấp đôi và lượng canxi cao gấp 4 lần so với cải bó xôi. Chính vì thế, rau dền là loại rau vượt trội về dinh dưỡng. Bên cạnh đó, rau dền không chứa axit oxalic nên sử dụng thường xuyên, rau dền rất tốt cho cơ thể. Cũng giống như các loại rau nói chung có ở Việt Nam mình vẫn ăn những cái rau truyền thống như là rau muống hay là rau ngót hay là rau cải hay là su hào gì đó. Thế nhưng mà riêng về cái rau dền ấy thì tôi nghĩ rằng là các thành phần của nó thì nhìn chung nó cung cấp cho khẩu phần chất xơ, các vitamin và khoáng chất. Thì các loại vitamin nhóm B của rau dền cũng khá cao nên là khá là tốt. Và cộng với lại rau dền thông thường mà người ta mà trồng mà nó mọc ở những cái ruộng một cách tự nhiên ấy thì người ta thường không phun hóa chất ấy, thì có khi ăn là rất là an toàn. Thành phần dinh dưỡng thì trong rau dền kem ngoài cung cấp một cái lượng chất đạm nhỏ, ví dụ có thể có đến mức 3,5 gram cho 100 gram. Nhưng rau dền cơm ở đây thì chúng ta thấy là giàu các cái khoáng chất, các vitamin. Ví dụ như trong rau dền cơm thì giàu kẽm đến 3,5 mg cho 100 gram. Hay là sắt thì rau dền cơm cũng xung quanh khoảng sấp xỉ 3 mg cho 100 gram. Và canxi, rau dền cơm cũng là cái món ăn mà giàu canxi. Ngoài ra thì trong rau dền cơm chúng ta thấy rằng các cái vitamin thông thường như vitamin C, vitamin nhóm B cũng giàu, và axit folic hay còn gọi là folate trong thực phẩm cũng là giàu trong rau dền cơm. Rau mà giàu chất xơ, do đó mà ăn rau dền cơm thì sẽ có các cái lợi ích cho sức khỏe. Thứ nhất là nhuận tràng, chống táo bón. Những người mà hay bị táo bón hay là các cháu nhỏ hay bị táo bón, chúng ta cũng có thể dùng rau dền cơm để nấu canh hoặc cho vào bột cháo cho các cháu. Và rau dền cơm như vậy thì giàu canxi, chúng ta thấy có đây cũng là nguồn cung cấp canxi tốt, rồi cung cấp sắt, kẽm và các cái vitamin. Như vậy thì nó sẽ giúp bổ sung vitamin, khoáng chất cho cơ thể, rồi giúp nâng cao sức khỏe cũng như dự phòng thiếu các cái vitamin, khoáng chất cho các cái nhóm tuổi khác nhau. Bên cạnh đó, theo đông y, rau dền có công hiệu là thanh nhiệt, lợi ẩm, mát máu, bổ huyết, trị kiết, chủ trị tiểu tiện không thông, tiểu dắt, đau họng có đờm do viêm phổi, ngứa thực quản. Chính nhờ những tác dụng đó nên rau dền là một trong những loại rau đặc biệt tốt cho sự phát triển của trẻ em, giúp sáng mắt và tốt cho họng của trẻ. Bên cạnh đó, nhờ có tính lạnh nên rau dền có thể giải nhiệt, làm mát gan, mát máu, bổ huyết, có tác dụng phụ trợ điều trị nhất định với các bệnh như kiết lỵ do nóng gây nên, mắt mờ hoặc đau mắt do nóng gan, viêm gan tạo ra. Đặc biệt, rau dền giàu chất dinh dưỡng nên có tác dụng tăng cường thể chất cho cơ thể. Trong rau dền rất giàu chất béo và protein, các loại đường dễ tan và nhiều loại vitamin cũng như chất khoáng. Trong đó, hàm lượng protein được cơ thể hấp thụ hết còn nhiều hơn trong các loại sữa. Hàm lượng carotin cao hơn gấp đôi hàm lượng trong các loại quả. Có thể cung cấp cho cơ thể lượng chất dinh dưỡng phong phú, có lợi cho việc tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng.
hàm lượng chất sắt trong rau dền gấp đôi hàm lượng chứa trong rau chân vịt, còn hàm lượng canxi gấp 3 lần. Rau dền lại không chứa axit oxalic nên hàm lượng canxi và sắt rất dễ được cơ thể hấp thụ hết. Nhờ đó, rau dền sẽ thúc đẩy sự phát triển của cơ thể. Một số nghiên cứu mới đây còn cho thấy rau dền có khả năng tăng thải trừ chất phóng xạ, thành thải chất độc vì có nhiều sterol, các axit béo không no. Là loại rau nhiều công dụng, nhưng khi lựa chọn, sơ chế và sử dụng, người tiêu dùng cũng cần chú ý. Ta thấy rằng đây là cái món ăn gọi là mát, do đó thì trong chế biến thì tôi khuyên là mình cũng không nên chế biến với các cái món ăn mà dễ gây như là lạnh bụng, ví dụ như là ba ba hay là các cái món ăn như là chai, hến chẳng hạn thì có thể là gây hơi lạnh bụng một chút á, thì cũng nên chú ý.